Phước báo của sự bảo vệ sinh linh. Thuở xưa, có một vị La Hán ở trên núi tuyết đã chứng lục thông, thấy rõ việc trong ba đời như xem việc trước mắt, nên danh tiếng vang lừng, người đương thời đều cảm phục. Vị La Hán kia có nuôi thiếu niên Sa Di làm đệ tử. Một hôm, vị thiếu niên đệ tử đứng hầu bên cạnh thầy. Vị La Hán xem qua sắc tướng của vị đệ tử mình, ngài liền buồn rầu bảo vị thiếu niên đệ tử rằng: "Con ơi, thầy xem sắc tướng hôm nay, thầy rõ biết phước báo của con đến nay đã gần hết, sau 7 ngày nữa mạng con sẽ chết. Thôi, thầy trò ta ngày nay vĩnh biệt, thầy cho con trở về nhà thăm bà con quyến thuộc và cho con được thấy cha mẹ con trong phút cuối cùng." Nghe xong, thiếu niên Sa Di chỉ biết đau đớn đảnh lễ thầy, rồi gạt lệ từ tạ ra đi. Trên đường về, gặp phải trận mưa lớn, thiếu niên Sa Di rẽ qua con đường hẻm, thấy một bầy kiến nhỏ đang chơi vơi trên một dòng nước nhỏ chảy ngang qua đường. Bầy kiến hết sức chống đỡ nhưng vô hiệu, vì thân nhỏ sức yếu mà dòng nước quá mạnh, nên đành để dòng nước tự do giày xéo và chờ dòng nước đưa về cõi chết. Thiếu niên Sa Di thấy vậy, động lòng từ bi, liền cởi chiếc áo đang mặc trong mình, ngăn ngang dòng nước để đàn kiến có chỗ leo vào. Những con nào kiệt sức không thể leo vào áo được, thiếu niên Sa Di nhẹ tay bắt từng con bỏ vào áo, rồi đem bỏ vào chỗ khô ráo. 2-3 phen xem xét, thấy bầy kiến chắc chắn thoát chết mới yên lòng về nhà. Đến nhà, trong thời gian 7 ngày, thiếu niên Sa Di lo sợ chờ ngày mãn chung. Nhưng đến ngày thứ 8, thiếu niên vẫn còn sống. Thiếu niên Sa Di mừng rỡ trở về chỗ thầy. Đến nơi, vị La Hán hết sức ngạc nhiên, không biết vì sao đệ tử mình đến bây giờ mà vẫn còn sống. Ngài liền nhập định dùng diệu trí quán sát, mới biết đệ tử của mình do công đức cứu bầy kiến nên 7 ngày không chết mà còn sống được lâu nữa. Sau khi xuất định, vị La Hán giải cho Sa Di rõ lý do thoát chết và giải nghĩa chữ từ bi. Từ đấy, thiếu niên Sa Di tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đặng đạo quả. Quan âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối, năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếp, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo: "Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á." Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích: "Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua." Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi.
Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác Tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, quá thiệt, tôi không tin được. Dừng lại, dừng lại. Tôi không tin được nữa. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi. Dừng xe lại đi. Dừng lại. Dừng lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bằng thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Tân Phu Dân. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên. Trời ơi, trời đất ơi, tôi nhìn thấy Quan Thế Âm rồi, Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực, để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi. Hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được.
tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, do một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạc, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền. Không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói: tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ ra vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng. Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh, sau đó Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì, nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lốm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác, mà thấy tân lang kinh khủng như thế này, thì có đứt xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Lại nghĩ đến tiền đồ của em trai, và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ,
và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình chuồn giả giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa, là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần, là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông. Nên ông đối với tôi, càng vũ phu, thô bạo, lòng tôi đầy vết thương. Cưới đã chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, một người đã thọ qua nền giáo dục đại học, lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà, ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu, anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu sức đó. Cởi vớ, chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay, chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục, thì ngay cả tắm rửa, ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn, thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần, tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó, tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình. Không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, chẳng khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công. Đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói. Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng, ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào, ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, giọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lộc tha thiết mong ngài cứu giúp, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó thì tôi được quen biết tôn vinh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng van cầu cứu của tôi nên đáp ứng.
Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng diệu pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng. Nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi, bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng, ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi, gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì gọi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt,
là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi, ghẻ chóc. Một phần là do ác báo tiền kiên của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm, châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho tầng cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời, mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này, nó đến đòi nợ. Tầng cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa, bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tầng cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin tầng cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người. Nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng tầng cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn tầng cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, tầng cư sĩ đã gọi điện đến hai lần, một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể, bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà, chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong, vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Ả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi, nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp, mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền buồn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé. Càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi, thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân,
đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc. Gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự. Đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu bệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Thai giáo tuyệt vời. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi, sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghị này, và niệm danh Bồ Tát đủ vạn biến, thì đứa con sinh ra, dù nam hay nữ, đời trước có ước báo, cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh Địa Tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi
có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được 4 tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát. Mùa hạ đến, tỏa khí nóng oi bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách. Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau, liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao, thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý vào quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh. Thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi! Đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử, cực kỳ thâm sâu huyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứ đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục. Cả ngày thống khổ, vừa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng, đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó, vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được 2 tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an,
Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh Địa Tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp. Bắt đầu từ nay, mỗi ngày, mẹ tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha. Tôi lại hỏi. Tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé đáp. Tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp. 7 tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được 2 tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hằng ngày vì bé tụng 1 bộ kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2.555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình giải thích thêm, con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc bà sinh ra 15 ngày thì tôi gặp 3 người, cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Thằng cháu quý. Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to, hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày, cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học, lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày, nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ. Lúc bực tức, còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than. Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi, miệng dù có niệm Phật
tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong, hết sức cảm thông và tội nghiệp họ. Vì vậy, bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc, rồi ôn tồn bảo. Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngủ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho nó, như vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuộc lại cặn kẽ cho Tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin, và nói. Thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá, và tính khí vô giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức. Đến nỗi lên tăng sân. Mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, Tưởng cư sĩ gọi điện tới nói. Tôi xin báo tin cho Tôn Huynh và Hòa Thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hằng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng, tính đến nay đã 39 bộ rồi. Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buộc miệng tán thán. Quy lực kinh Địa Tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật Pháp thật là diệu kỳ, hiện tại chúng tôi tu hành. Tính tâm càng tăng kiên cố. Quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán ngôn cao cấp, làm ăn rất phát đạt. Khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa, vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán.
Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt, mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn, và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Tình chấp nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đó, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có 2 sa di ni, khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình. Bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt, tía tai. Có tranh cãi cho lắm, thì Y vẫn không chịu để cho X xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng, vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y, là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng: "Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình." Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể: "Cách đây 3 đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ 2,
thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay, chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau, nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp, cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm, ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số mệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niệm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, siêng tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, nhẫn nhục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì Dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bất đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị quở nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường nể dì Dượng nên chị luôn nhường nhịn, hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh vào mông nó một trận. Tiểu Vận bị tôi đánh, khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó, dì Dượng tôi về. Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì Dượng Phật ý hỏi với giọng đầy trách móc. Vậy làm sao? Trời, vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Vận vừa khóc vừa gào lên. Là chị Hồng làm hết đó. Chị vừa đánh con, vừa quăng đồ á. Không những làm con bị thương, mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết trân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì Dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy?
Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác. Mau cút khỏi đây ngay. Cút ngay. Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài gia trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dượng ở cạnh bên thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một Tiểu Vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước dãi chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bất đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi, thì qua ngày sau, Tiểu Vận đột nhiên toàn thân co giật. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đây chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù Tiểu Vận, dì Dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho, nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho Tiểu Vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho Tiểu Vận. Kỳ tích xảy ra. 3 ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của Tiểu Vận chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu Vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con, phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quan con hãy tha lỗi cho dì nghe. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiện niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như bất động đối với mọi hoàn cảnh, làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tụ nơi nhẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói năng hành động, phải dình tâm giữ miệng, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình. Nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch. Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả Tiểu Vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân,
Thánh Dương. Hồi mới dịch xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Quả Hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hộ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ, cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng A-la-hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình, giống như câu chuyện Quả Hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc họa nằm nơi đầu lưỡi. Thân khuyển mã. 7 năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa, thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng, vừa đổ lại, ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung, và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng, chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái, uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định. Người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ. Chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo. Và một năm có biết bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo, con ngựa đó, đời quá khứ, từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông, có hơn 100 nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa đen, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng,
khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện. Khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Hách cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi. Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con về đến Mã Lai rồi, thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. Con chó này, nhờ đời trước, ở nhà người nghe kinh, ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng, bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên. Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Mì sư chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết, cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu, tên là gì, con rất muốn gặp cổ. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười, vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn.